Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm hôm nay, ngày 21 tháng 5, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 20 tháng 5 đến 2 giờ ngày 21 tháng 5, có nơi trên 70mm như Hàm Tiến, Bình Thuận 167,6mm, Sơn Nguyên, Phú Yên 76,2mm, Đắk Tin, Đắk Nông 95,8mm, Krông Búc, Đắk Lắk 83,8mm, Gò Quao, Kiên Giang 173,6mm, Xuân Đông, Tiền Giang 137,6mm, Long Sơn, Bà Rịa Vũng Tàu 119,8mm. Dự báo, ngày và đêm nay, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 40mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Ngoài ra, trung tâm này cho biết, từ 0 giờ đến 6 giờ ngày 21 tháng 5, khu vực tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như Nam Bàn 74,4mm, Đạ Pa 51,2mm, Đam Rồng 56,6mm. Và từ 22 giờ ngày 20 tháng 5 đến 4 giờ ngày 21 tháng 5, khu vực các tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Bình Phước cũng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo, trong vài giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy như sau: Đắk Nông và Bình Phước phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm, Lâm Đồng phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 40mm, Bình Thuận phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện Đắk Nông, Đắk Long, Đắk Minh, Đắk Lấp, Đắk Sông, Gia Nghĩa, Tuy Đức, Lâm Đồng, Lâm Hà, Cát Tiên, Đạ Tẻ, thành phố Đà Lạt, Đạ Hu Oai, Bảo Lâm, Lạc Dương, Đam Rông, Bình Thuận, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Bình Phước, Bình Long, Bù Đăng, Đồng Phú, Đồng Xoài, Lộc Ninh. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Về thời tiết trên biển, hiện nay, ở khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang có mưa rào và dông mạnh. Dự báo, ngày và đêm nay, ở khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến 7, đề phòng sóng cao trên 2 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng cao.